Hòa trong không khí rộn ràng của thiếu nhi cả nước vui đón Tết Trung thu, chiều ngày 28 tháng 9, trường Mầm non Bình Dương A đã tổ chức chương trình Vui Trung thu đón trăng rằm. Tại chương trình, 270 em học sinh của trường Mầm non Bình Dương A đã được thưởng thức các màn múa lân truyền thống đặc sắc, những tiết mục văn nghệ sôi nổi độc đáo, có chú Cuội chị Hằng, được nghe kể chuyện về ý nghĩa ngày Tết Trung thu và tham gia các trò chơi phá cỗ. Nhân dịp này, cửa hàng xe máy xe đạp điện Hòa Nhàn đã tài trợ số tiền 2 triệu đồng cho các trẻ em khuyết tật, hộ nghèo, bệnh tim và hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Anh Phùng Đức Quý, Ngân hàng Quốc tế VIB chi nhánh Sao Đỏ tài trợ 500.000 đồng cho các bé vui Trung thu. Việc tổ chức chương trình Vui Trung thu đón trăng rằm không chỉ mang đến cho các em thiếu nhi của trường Mầm non Bình Dương A một Tết Trung thu vui tươi ý nghĩa mà còn thể hiện sự quan tâm, động viên tinh thần của nhà trường, chính quyền địa phương, các bậc cha mẹ học sinh đối với thế hệ măng non của đất nước.